Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Bí quyết thành công, được phát trên kênh YouTube của báo Phụ nữ Việt Nam vào thứ ba hàng tuần. Tuần này, chúng ta sẽ cùng đến với bí quyết thành công của một ngôi sao nền điện ảnh Hoa ngữ với tiêu đề: Cùng lợi, tay trắng thành bà trùm Oscar Hoa ngữ. Việc cùng lợi trở thành chủ tịch ban giám khảo giải Kim Mã năm nay được xem như một bảo chứng cho chất lượng giải thưởng. Đó cũng là sự tiếp nối làn sóng nữ quyền, cũng như cho thấy sự khôn ngoan của nhà làm phim Trung Quốc Lý An, Chủ tịch Ủy ban điều hành Liên hoan phim Kim Mã với mục tiêu khu vực dậy uy tín của Oscar Hoa Ngữ. Người mở đường Năm 1997, nghĩa là cách đây hơn 20 năm, Cùng Lợi là đại diện đầu tiên và duy nhất của điện ảnh Hoa Ngữ nhận được vinh dự ngồi ghế ban giám khảo của Liên hoan phim Cannes. Lúc bấy giờ, làn sóng diễn viên hoa ngữ tấn công Hollywood chưa mạnh mẽ như bây giờ và việc một nữ diễn viên nắm vai trò bình xét một trong những giải thưởng điện ảnh lớn nhất toàn cầu được xem như một hiện tượng đặc biệt cùng lợi đã mở đường cho những đồng nghiệp sau này như Trương Mạng Ngọc, Phạm Băng Băng, Dương Tử Quỳnh, Trương Tử Di, Thư Kỳ khẳng định vị trí cầm cân này mực tại Cannes qua các mùa. Thật dễ hiểu khi tại các kỳ liên hoan phim Cannes, một số phóng viên vẫn điểm nhầm tên cùng lợi dù nữ diễn viên không có mặt. Những năm gần đây, dù không còn đóng nhiều phim, nói đúng hơn là gần như đã lui về hậu trường, nhường đất diễn cho đàn em. Nhưng tên tuổi của Củng Lợi chưa bao giờ chìm đi. Trái lại, mỗi lần nữ diễn viên lại được mệnh danh là chị đại của làng phim hoa ngữ xuất hiện, các đàn em dù trẻ trung, xinh đẹp cỡ nào cũng đều bị thần thái khí chất của Củng Lợi làm cho lu mờ. Vẻ đẹp độc đáo và duy nhất của Củng Lợi là không thể sao chép quyền lực tối thượng của cùng lợi trong giới màn bạc hoa ngữ đã được thử thách qua năm tháng những huyền thoại như trương quốc vinh châu nhuận phát lưu đức hoa không thể không ngợi khen thực lực của cùng lợi những ngôi sao hạng a như châu tinh trì châu tấn triệu vi cũng phải nghiêng mình trước tài năng của cùng lợi Thiên vương Lưu Đức Hoa luôn ngưỡng vọng sắc đẹp của cùng lợi và cho dù vài chục năm đã trôi qua, với anh, thời gian vẫn bất lực trước nhan sắc của người đàn bà đẹp vua hải châu tinh trì từng chia sẻ lần đầu hợp tác cùng cùng lợi ông rụt rè và cảm thấy bản thân bé mọn trước một ngôi sao đã vươn ra tầm thế giới còn hoa đán triệu vi thì không tiếc những mỹ từ dành cho đàn chị tôi luôn mong mỏi có cơ hội được hợp tác với chị cùng lợi ở chị luôn tràn đầy mị lực chị mãi mãi là diễn viên xuất sắc nhất khi có cơ hội đứng chung với củng lợi trong một khung hình không cần bảo nhau mà các ngôi sao như lý băng băng thang duy trương tử di trần khôn lý vũ xuân đều nhất loạt ra sang hai bên nhường nữ minh tinh đứng ở trung tâm vị trí được chú ý nhất trong bức ảnh để thể hiện sự tôn trọng và khẳng định vị trí cũng như quyền lực của củng lợi trong showbiz hoa ngữ khẳng định vị trí bà trùm của oscar hoa ngữ những năm gần đây củng lợi rất ít đóng phim nếu có đóng thì cũng khá kén chọn kịch bản Hai bộ phim gần đây nhất của nữ diễn viên là Hoàng Kim Giáp năm 2006 giành giải Kim Tượng và đem về cho cô danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất của điện ảnh Hồng Kông năm 2007 và trở về Coming Home năm 2014. Cũng lợi cũng từ chối hầu hết lời mời tham gia các dự án điện ảnh Hollywood vì cảm thấy kịch bản chưa ưng ý, phù hợp. Nhưng điều đó không có nghĩa lý gì trong việc đánh giá sức nóng tên tuổi cùng lợi. Giới làm phim hoa ngữ vẫn hết sức nề trọng năng lực đánh giá chất lượng phim ảnh và diễn xuất của ngôi sao một thời. Bằng chứng là cách đây 4 năm, Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải 17, một trong những sự kiện điện ảnh quốc tế hàng đầu của Trung Quốc, đã bầu chọn một cách công tâm vị trí chủ tịch ban giám khảo và củng lợi là người được chọn. Trước đó, nữ diễn viên khẳng định tên tuổi vượt biên giới khi trở thành chủ tịch liên hoan phim quốc tế Berlin, liên hoan phim quốc tế Venice và liên hoan phim quốc tế Tokyo với trải nghiệm quốc tế và vị trí không thể đổi rời trong nền điện ảnh tiếng Hoa. Mới đây, cùng lợi tiếp tục được xứng tên cho vị trí chủ tịch ban giám khảo giải kim mã lần thứ 5 nhằm. Còn nhớ, sau giải Kim Mã lần thứ 51 năm 2014, cùng lợi khẳng định tiếng nói đầy trọng lượng cũng như bản năng nghệ sĩ mạnh mẽ khi lên tiếng tẩy chay giải thưởng được ví là giải Oscar hoa ngữ vì chất lượng đáng báo động của các tác phẩm đoạt giải tại Kim Mã năm đó, cùng lợi đã để đột mất vị trí ảnh hậu vào tay một diễn viên ít tên tuổi và diễn xuất chỉ ở mức tầm trung. Từ bảy đến giờ, Kim Mã luôn chầy chật trong việc thoát ra khỏi bóng ma nghiệp dư. Việc cùng lợi gạt đi mối vướng bận cũ để thoải mái trở thành người điều hành chấm giải kim mã năm nay đã cho thấy thiện trí tốt đẹp với điện ảnh vẫn chưa hề vơi cạn. Trong vòng 4 năm, từ một diễn viên ra về tay trắng tại Kim Mã cho tới nắm giữ vai trò bà trùm quyết định thắng bại của liên hoan phim Kim Mã đã cho thấy quyền năng của Củng Lợi tới cỡ nào. Củng Lợi sinh năm 1965 là ngôi sao của nền điện ảnh hoa ngữ, tham gia diễn xuất trong những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng cả ở Trung Quốc và thế giới như Cao Lương Đỏ, Cúc Đậu, đèn lồng đỏ treo cao, phải sống, thu cúc đi kiện, hoàng kim giáp. Liên hoan phim Kim Mã còn được mệnh danh là Oscar Hoa Ngữ. Năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 11 tại Đài Tưởng Niệm Tôn Giật Tiên ở Đài Bắc, Đài Loan. Các bạn vừa theo dõi chuyên mục Bí quyết thành công được phát trên kênh youtube của Báo Phụ Nữ Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới.